OK, thì nói qua một chút về cái thằng uh, constructor của thằng húc, nó có rất là nhiều loại húc nhá. Thì uh, khi đấy thì người ta sẽ có một cái constructor chung là đầu tiên tất cả những cái thằng húc mọi người có thể nhận định là nó đều có chữ use ở đầu. Ví dụ use callback, use memo. Đấy còn cái thằng react memo nó không phải đúng không? Nó là react .memo đúng không? Nó không phải là 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 húc nhá. Hoặc là use effect, use state. Đấy, thằng custom hook thì mọi người sau này mọi người đặt nhé mọi người cũng sẽ đặt use ví dụ kiểu như kiểu em đang đặt là use clock các thứ đấy, đấy hoặc là use toggle đấy, use boolean đấy người ta toàn đặt là use ở đầu cái này là giống như kiểu một cái code equation thôi đấy và mọi người luôn luôn gọi cái thằng hook nhé nó ở top level tức là nó ở trên đầu đấy ví dụ mọi người khai vào use state này nó ở trên đầu này ok chưa đấy đáng lẽ thằng này này nó cũng mọi người cũng phải cho nó ở trên đầu đấy, cái này là gọi là code equation thôi Đấy, những như cái thằng hút thì mọi người nên để nó ở trên đầu Đấy, để cho người ta vào người ta nhìn luôn qua những cái logic ấy, mình đang dùng là cái gì đấy thì sau này viết tất cả những cái ill state, ill effect ít nhất là hai thằng đấy nhá mọi người viết hết nó ở trên đầu nha ok chưa đấy và không gọi đấy, mọi người không gọi cái thằng hút nhá ở trong những cái vòng lặp hay là trong những cái điều kiện gì gì đấy ok chưa đấy thì mọi người không nên gọi nó bị lặp bởi vì là nhiều khi những cái đằng hút này này nó mất thời gian nó xử lý chẳng hạn đấy. hoặc là nó sẽ xét lại state nó thay đổi vòng đời các kiểu Cho nên là nhiều khi mọi người xét trong những cái vòng lặp mọi người sẽ không thể kiểm soát được là nó đang chạy như nào đâu mọi okay, người cho trên là tuyệt đối tránh nhé ít nhất là mọi người phải tránh không thay đổi cái use state ở trong cái vòng lặp cái đấy là cái tuyệt đối về tránh bởi vì nó sẽ liên quan đến cái vòng đời nó không phải như mọi người hiểu là cứ chạy lại trong cái vòng for là mỗi một lần nó sẽ update lại cái giao diện một lần đâu, không có kiểu đấy đâu. Đấy, lúc đấy nó sẽ vòng đời cái thứ nó sẽ bị loạn lên đấy, mọi người không thể kiểm soát được cái vòng đời đâu. Đấy, là thay vì mình phải vướng vào những cái đấy thì, thì là mình 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 đừng gọi cái đấy ở trong những cái vòng lặp, trong những cái nested function, đừng gọi trong những cái đấy. Rất có thể là nó sẽ bị các cái vấn đề liên quan ở bên dưới. Đó và đương nhiên rồi, thằng Hook này thì mọi người chỉ gọi được ở trong thằng React Function thôi. Đấy, bởi vì nó sinh ra để thay thế thằng Class mà. Đấy, và đương nhiên mọi người viết theo cái thằng Function Functional Commodore này này. Thì là nó sẽ rất là ngắn. Xử lý các thứ nó sẽ rất là ngắn. Sau này mọi người làm nhiều, mọi người mới thấy là thằng Function này nó viết ngắn hơn rất là nhiều so với cái thằng Class. Cho nên là thằng React ở phiên bản mới, ấy, ở phiên bản 16 ấy. bây giờ là 18 rồi nhưng mà nó từ phiên bản 16 ấy là hầu như là nó khuyến khích dùng cái thằng fashion này. Đến bây giờ thì thằng phát no này thì nó cũng ổn định rồi. Nó support rất là nhiều những cái liên quan đến cái 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 uh, vòng đời các kiểu. Cho nên là mọi người có thể sử dụng nó thoải mái luôn. Không gặp vấn đề gì cả. Thế nhưng mà thỉnh thoảng nó bị các cái vấn đề thỉnh thoảng những cái thằng react nó bị những cái vấn đề liên quan đến lifecycle các thứ thì cái đấy thằng class nó bị thôi, Chỉ chả riêng gì thằng fashion. Ok, đấy và thằng hút uh, nó có coding conversion, cho nên là uh, mọi người uh, cũng có thể sử dụng cái thằng uh, Slin uh, plugin này, React hook này này. Đây đây là tên uh, tên của thằng hút nhá. Đấy thì khi mà mọi người con một cái thằng hút uh, ấy thì uh, nó sẽ check cái coding conversion cho mọi người. Nó check xem là mọi người đã thỏa mãn những cái đấy chưa. Và ví dụ kiểu mọi người đặt uh, cái fashion này ở cuối thì nó có vấn đề gì không, như kiểu đấy. Thì nó sẽ hiện những cái cảnh báo ở dưới này này Đấy, Nó sẽ hiện những cái cảnh báo ở dưới này Màu vàng vàng này. Đây này Đấy Mọi người thấy không Đây Khi mà mình sử dụng cái này, này Nó đang báo luôn này Là React Hook này này Use Memo này này Đấy là Nói chung là Mọi người đang bị thiếu cái dependency á Đấy thì nó khuyên mọi người là Nên có cái dependency ở đây Đấy. Ví dụ ở đây mọi người đang không có dependency gì cả Đấy thì cái hàm này nó sẽ không bao giờ bị re render Đấy Thì nó đang báo mọi người là Nên cho vào Đúng không Đấy, kiểu kiểu này, Nên cho cái prop hay cái gì vào Đúng không? Đấy thì nó đang báo mọi người là như thế. Đấy thì cái này nó cũng là cái tool để dùng để check code conversion. Thì ở những cái phiên bản dưới ấy, thì mọi người có thể uh, ví dụ mọi người dùng phiên bản 16 ấy, thì chắc là mọi người sẽ phải cài bằng tay cái này. Để mọi người có thể cài bằng tay như cái này. Nhưng mà từ cái phiên bản 18 ấy, thì là tự nó đã tích hợp cái này vào rồi. Đấy cho nên là đấy là cái lý do mà người không cần phải cài cái gì mà tự động nó đã bảo rồi. Ok chưa? đấy thì cái này nó là một cái tool để check coding version nhá mọi người có thể tìm hiểu thêm này nó check rất là nhiều các cái rule các thứ nó mọi người dùng default cũng được không vấn đề gì cả đấy, nhưng mà mọi người nhớ là có một cái thằng kiểu kiểu như này để check coding version nhá, lỗi cái này nó báo luôn đấy. nó không thỏa mãn rồi nó báo luôn ok đấy thì mọi người có thể ngồi xem qua lại toàn bộ những cái hút nhá, xem là có vấn đề gì không cái thằng này là một cái đi phỏng vấn hay là đi làm thì chắc là dùng suốt ngày luôn Đấy, cho nên là bắt buộc mọi người phải nắm vững tất cả những cái thằng này ít nhất là thằng yêu và yêu nhé tất cả những cái trường hợp của hai thằng đấy mọi người phải nắm vững được hết ok mọi người có thể ngồi xem qua